Thơm thế. Mình rất là nhiều huba. Toàn huba xịn này. Phải ăn cái mới được. À không, mình phải để dành đến lớp mình khuya mới hàng hắng hớt này, mới vịt lạc bạch này, ăn đôi bêu cho chết thèm. Đi học đây, lớp khuya mới được. Đúng rút được cặp lại. À không, đúng rút cặp gì không ai nhìn thấy. Phải cặp ngoài mới thấy huba xịn của mình. Cái đầu ngoài chỗ ngoài. Như học khuya em được. Mình ngô bà xịn á, 6 hộp mà ăn như nào mới hết đấy. Lớp này vắng hết à? Lớp này vắng thế. Phải ngồi đây rồi. Lớp video hết rồi nhỉ, khuya hôm 3 mới được. Ăn hôm 3 mới được. Chắc là rơi ngoài đường rồi, mình phải quay lại tìm mới được. Chắc là rơi ngoài đường rồi, mình phải quay lại tìm mới được. Thúng hết rồi, túi to đúng này. Sao bà bán hàng lại cho mình túi thúng nhỉ? Làm thất kiểu gì này. Này, hôm qua cậu học đến mấy giờ mới ngủ? Hôm qua tớ học đến 10 giờ. Học đến 10 giờ á? Hay cậu? Tớ ăn cơm xong tớ đi ngủ luôn. Thì cậu không học bà à? Chắc cô giáo, chắc cô giáo mắng thì cậu không học bà. Cậu, anh kia hình như là học hộp 3 ấy. Ui, một hộp, hai hộp. Ui, hai hộp này. Hai hộp luôn, không biết của ai làm rơi. Cái này của tớ nhưng trước. Mà tớ là người nhặt mà. Không, nhưng tớ là người nhìn thấy trước. Tớ là người nhặt vơ. Ai bảo cậu không biết đi nhặt thì, nhưng mà tớ là người chỉ cho cậu vơ. Nhưng tớ là người nhặt. Thì cậu có chơi với tớ không? Có à, nhưng mà kẹo của tớ thì vẫn là kẹo tớ. Ừ, kẹo này nhá, của người ta làm rơi mình phải trả cho người ta ấy. Cái này phải trả cho người ta ấy. Kệ tớ đút túi. Mình nhặt được của rơi mình phải trả cho người làm rơi chứ. Mất rồi. Thôi, lắm chuyện, chốc tớ cho ăn đi học đi. Tí nữa cho tớ ăn kẹo huba rồi đấy nhá. Ừ, biết rồi, đi học đi. Ôi, huba, huba kìa. Đâu, đâu, kìa, đâu. Kìa, nhiều lắm. Ở kia, bên kia. Còn ông ấy thì nè. Hả? Này, tớ bị huba nhập à? Không, tớ không tin. Tin gì đây, có nhìn thấy gì chưa? Huba. Nên đây là của tớ đấy à, tớ vừa nhìn thấy nhá. Cũng là tớ nhập nhá. Này không phải của cậu đâu. Thế cậu cũng phải là bạn tớ không? Phải, nhưng mà kẹo thì vẫn là kẹo của tớ. Tớ nghe câu này quen quen nhỉ. Thì tớ bắt chước cậu mà. Thôi đi học đi không vậy. Này, tớ thấy hộp này nó còn... Cho tớ ăn thôi, tớ đâu có à. Cho tớ ăn thôi. À, cậu còn nhặt trước được trước tớ ấy. Tớ đâu có à. Cho tớ ăn thôi. Tớ bảo cậu giả cho người nằm rơi mà cậu có giả đâu. Thế cậu đâu giả? Của tớ người ta ăn gần hết rồi, còn một tí thôi chắc người ta vứt đi à. Thế chắc của tớ còn tí hơn cậu ấy. Thế cậu mở của cậu ra xem nào. Nhưng tớ ăn của cậu ơ. Không, của ai người ăn ơ. Hay tớ lấy ra mà đừng nhớ cậu đừng ăn của tớ nhá. Nhìn tớ lấy đây này, hộp to này. Thôi, cậu ăn cùng với tớ đi. Hết tớ cất hộp đi ăn chung với cậu nha. Không, mình cùng ăn chung với nhau đi. Cậu cho tớ miếng dài đó, cho cậu miếng tí. Không, đấy, tớ của tớ ăn... tớ nhiều. Của cậu nhiều, thì cho phải tớ nhiều, tớ tí ăn hết. Của tớ nhiều cho ít thôi, để dành. Rồi, của ai người ăn đi. Thôi, tớ ăn nhiều hơn cậu nha.
tớ hộp xịn hơn nhá. Hộp của tớ xịn hơn nhá. Ừ, vị này ngon lắm. Tớ vị này ngon hơn. Ừ, hộp tớ đẹp chưa, xịn chưa. Em mai dài về cậu sắp hết rồi. Quái, hôm ba mình đi đến trường đâu ấy nhở? Lúc mình đi qua cái đường này mà. Đi từ nhà đến trường thôi, không phải mấy phút là mất rồi nhở? Mình còn lấy kẹo Huba của tớ ở đâu nhỉ? Đây là kẹo Huba của tớ làm rơi mà. Kẹo này là hai đứa tớ nhặt được đúng mà rồi. Thì nhặt được ở đường nào tớ làm rơi còn gì nữa. Thì nó rơi ngoài đường nào tớ biết của ai. Nhưng mà tớ ăn hết rồi, tớ giả vỡ cái vỏ này. Bỏ cho chặt tớ giả. Ê, tớ giả vỡ cậu một cái vỏ nhá. Đây, bọn tớ chỉ còn cái mỏ thôi. Đây, giả giúp cậu cái mỏ nhá. Nè, bọn tớ vào kia nhá. Cái vỏ mới là đắt tiền ở cái vỏ ấy. Cầm cái vỏ cho khoe các bạn chứ. Ngơ cái vỏ, các cậu ăn nhanh hết. Cậu ăn hết rồi còn có một tí và tớ chẳng ăn. Bọn tớ ăn hộ cho cậu một cái mới đúng không nhỉ? Không biết đâu, giờ đi nữa về tớ bảo mẹ báo công an à.